Việt Nam chính thức lên tiếng cho biết là nơi tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Hoa Kỳ Bắc Hàn lần thứ hai sau khi Tổng thống Donald Trump xác nhận về điều này trong thông điệp liên bang tối ngày 5 tháng 2 theo giờ miền đông nước Mỹ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam bà Lê Thị Thu Hằng khi được báo chí hỏi tại cuộc họp báo ở Hà Nội và cho rằng Việt Nam hoan nghênh việc Hoa Kỳ và Triều Tiên gặp thượng đỉnh lần hai. Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ đối thoại nhằm duy trì hòa bình, an ninh, ổn định trên bán đảo Triều Tiên. Bà cũng cho rằng Việt Nam sẵn sàng đóng góp tích cực, phối hợp cùng các bên liên quan để cuộc gặp thượng đỉnh Hoa Kỳ-Triều Tiên lần 2 thành công, góp phần vào mục tiêu vừa nêu. Trong thông điệp liên bang năm 2019 vào tối ngày 5 tháng 2 tại Hạ viện Mỹ, Tổng thống Donald Trump xác nhận sẽ gặp lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un tại Việt Nam trong hai ngày 27 và 28 tháng 2. Người đứng đầu Nhà Trắng cho rằng đây là một phần của nền ngoại giao mới táo bạo, chúng ta tiếp tục thúc đẩy lịch sử vì hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Con tin của chúng ta đã được về nhà, vụ thử hạt nhân đã dừng lại và chưa có vụ phóng tên lửa nào trong 15 tháng. Ông cũng cho rằng nếu ông không được chọn bầu làm tổng thống Hoa Kỳ thì ngay bây giờ có thể Hoa Kỳ đã đang xảy ra một cuộc chiến lớn với Triều Tiên với hàng triệu người có khả năng thiệt mạng. Và ông cũng cho rằng vẫn còn nhiều việc phải làm. Nhưng mối quan hệ Hoa Kỳ và Bắc Hàn hiện tại bây giờ là một điều tốt đẹp. Ngay sau thông báo chọn Việt Nam là địa điểm trong cuộc gặp thượng đỉnh giữa Mỹ và Bắc Hàn, tổng thống Donald Trump nhắc đến Venezuela ở Nam Mỹ và khẳng định cho rằng Hoa Kỳ sẽ không bao giờ là quốc gia xã hội chủ nghĩa. Thưa quý vị các quốc gia châu Á bày tỏ hy vọng cuộc gặp thượng đỉnh Trump Kim tại Việt Nam vào cuối tháng 2 tới đây sẽ đem lại kết quả tốt trong chuyện giải trừ hạt nhân ở bán đảo Triều Tiên. Phát ngôn nhân của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nêu hy vọng cuộc gặp tới đây giữa hai nguyên thủ Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên sẽ đem lại những kết quả rõ ràng. Phát biểu này gợi ý nhớ đến cuộc gặp thượng đỉnh Trump Kim hồi tháng 6 năm 2018 tại Singapore mà nhiều người cho rằng đã không đạt được kết quả hai kế hoạch gì rõ ràng cho việc giải trừ hạt nhân. Nhật Bản và Úc cũng bày tỏ cho rằng cuộc gặp cuối tháng 2 tới đây sẽ dẫn đến việc giải trừ hạt nhân hoàn toàn tại bán đảo Triều Tiên. Vấn đề hạt nhân của Bắc Hàn luôn là nỗi lo âu của hai đồng minh gần gũi của Hoa Kỳ tại Đông Bắc Á là Hàn Quốc và Nhật Bản. Tổ chức phóng viên không biên giới kêu gọi chính phủ Thái Lan cần làm sáng tỏ vụ việc blogger Trương Duy Nhất, một blogger nổi tiếng ở Việt Nam đến đất nước Chùa Vàng để xin quy chế tị nạn chính trị nhưng được cho là đã mất tích tại Bangkok từ hôm 26 tháng 5. Trong thông cáo báo chí phổ biến ngày 6 tháng 2 thì ông Daniel Baxter, giám đốc phụ trách khu vực châu Á Thái Bình Dương của tổ chức này lên tiếng cho rằng tổ chức này quan ngại an ninh Việt Nam đã bắt cóc blogger Trương Duy Nhất. Đồng thời nhấn mạnh nếu chính phủ Thái chứng minh không liên can trong vụ việc này thì điều đó có nghĩa là an ninh Việt Nam không thực hiện theo luật pháp quốc tế và vi phạm chủ quyền quốc gia Thái Lan trong việc bắt giữ blogger Trương Duy Nhất. Đại diện của tổ chức này cũng cho rằng động thái an ninh Việt Nam bắt cóc blogger Trương Duy Nhất đã gửi một tín hiệu cảnh cáo đến cộng đồng blogger Việt Nam đang xin quy chế tị nạn ở Thái Lan. Các nguồn tin cho biết ông Trương Duy Nhất đã đến văn phòng cao ủy về người tị nạn của Liên Hiệp Quốc ở Bangkok hôm 25 tháng 1 để xin quy chế tị nạn, nhưng sau đó thì cơ quan này đã không thể liên hệ được với ông Nhất. Đại diện của cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc nói với Đại Á Châu Tự Do rằng cơ quan này không thể tiết lộ thông tin gì liên quan đến vụ việc của blogger Trương Duy Nhất. Về phía cảnh sát Thái Lan thì họ cho rằng là họ không biết cũng như là không bắt giữ blogger này. Tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế cũng lên tiếng kêu gọi giới chức Thái Lan tiến hành điều tra. Và thưa quý vị đã, Châu Tự Do cũng đã thông báo về trường hợp của blogger Trương Duy Nhất bị mất tích lên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và văn phòng của một số các dân biểu Mỹ. Blogger Trương Duy Nhất, chủ trang blog Một Góc Nhìn Khác, đã bị chính quyền Việt Nam bắt giữ hồi tháng 5 năm 2013 và bị uh, chịu án tù là 2 năm. Tổ chức Ân sát quốc tế vào ngày 6 tháng 2 cũng ra thông cáo kêu gọi Thái Lan điều tra về báo cáo blogger Trương duy nhất có thể bị bắt cóc ở Thái Lan. Giám đốc cấp cao phụ trách chiến dịch vận động toàn cầu của Ân sát quốc tế, ông Mina Pembo, nhận định rằng vụ mất tích của ông Trương duy nhất là hết sức cần cảnh báo. Ông nhất là một cựu tù nhân lương tâm đã nhiều lần bị chính quyền Việt Nam nhắm đến. Ông Pembo nói thêm rằng, qua một số nguồn tin thì tổ chức ông biết được ông Nhất đến Bangkok để xin tị nạn. Từ ngày 26 tháng 1 năm 2019 thì không ai có tin tức từ ông Trương Duy Nhất nữa. Ông yêu cầu nhà chức trách Thái Lan phải điều tra ngay lập tức vụ bắt cóc này. Ông Pimple cho biết rõ, lực lượng an ninh Việt Nam trong quá khứ đã bắt cóc những người Việt lưu vong hoặc tị nạn ở Thái Lan và cả ở những nơi khác. Ông Trương Duy Nhất có nguy cơ bị tra tấn hoặc bị đối xử tệ hại nếu vụ bắt cóc này được xác nhận chính quyền Việt Nam đã im lặng trước vụ mất tích này. Ông Trương Duy Nhất là một nhà báo. Ông bị bắt vào năm 2013 và bị bỏ tù đến năm 2015 với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Từ khi ra tù, ông Trương Duy Nhất trở thành một nhà báo độc lập. Tháng 12 năm 2018, ông Nhất nhận được cảnh báo có thể bị bắt lại và thấy công an lãng vãng gần nhà ông. Đầu tháng 1 năm 2019, ông Nhất sang Thái Lan. Ngày 25 tháng 1, ông nộp đơn xin tị nạn tại văn phòng cao ủy về người tị nạn của Liên Hiệp Quốc ở Bangkok. Ông gửi ra cho gia đình hai tấm ảnh ông chụp trước cổng cao ủy. Kể từ ngày 26 tháng 1, không ai thấy hoặc nghe tin tức gì về ông nữa. Theo một nguồn tin độc lập bí mật được ân sát quốc tế xác nhận, thì ông Trương Duy Nhất bị những người lạ mặt bắt tại trung tâm mua sắm Future Park ở ngoại ô Bangkok vào ngày 26 tháng 1. Thưa quý vị, Việt Nam vẫn không phải là một quốc gia có tự do. Đây là đánh giá của Tổ chức Theo dõi Tự do Dân chủ Freedom House có trụ sở tại Hoa Kỳ, công bố trong báo cáo thường niên năm 2019 vào ngày 5 tháng 2. Cụ thể, tăng tăng điểm số 0 đến 100, với điểm 0 là ít tự do nhất, đến 100 là có tự do, thì Việt Nam được 20 điểm, tự diện không có tự do. Đối với thang điểm 1 là tự do nhất và 7 là không có tự do thì về đánh giá tự do Việt Nam ở mức 6 trên 7. Về các quyền chính trị, Việt Nam ở mức 7 trên 7. Về các quyền tự do dân sự, Việt Nam ở mức 5 trên 7. Theo báo cáo của Freedom House năm 2018 là năm thứ 13 mà nền dân chủ gặp khủng hoảng và liên tiếp suy giảm trên toàn thế giới. Ngay cả Hoa Kỳ, một quốc gia được xem là chuẩn mực của dân chủ, nhưng đã bị xếp hạng ngang tầm với Hy Lạp, Croatia và Mông Cổ, thấp hơn cả những quốc gia có nền dân chủ lâu đời như Đức và Anh. Theo bản báo cáo của Freedom House, sau 13 năm kể từ năm 2016, tổng cộng có 116 quốc gia có suy giảm ở mức báo động về tình trạng mất tự do và chỉ có 63 quốc gia có cải thiện đáng kể. Các quốc gia được xếp hạng tệ nhất về tự do vẫn là Syria, Bắc Hàn và một số nước khác ở vùng Trung Đông, Trung Á và Châu Phi. Tại khu vực Châu Á, được Freedom House đánh giá là nơi tình trạng mất tự do dân chủ ở mức báo động với sự tăng cường kiểm soát đối với truyền thông và an ninh mạng của Trung Quốc, Việt Nam và một số nước khác trong khu vực. Thưa quý vị, trong 4 ngày nghỉ đầu tiên của dịp Tết Nguyên đán kỳ hợi thì trên cả nước Việt Nam đã xảy ra 117 vụ tai nạn giao thông, khiến cho 77 người thiệt mạng và 87 người bị thương. Truyền thông trong nước loan tin ngày 6 tháng 2 trích thông tin từ báo cáo của Văn phòng Bộ Công an. Cho biết thêm, số liệu vừa nêu có giảm so với 4 ngày đầu tiên kỳ nghỉ Tết nguyên đáng một tuất. Vẫn theo báo cáo, chỉ trong ngày 5 tháng 2 đã xảy ra 21 vụ tai nạn giao thông với 15 người thiệt mạng và 13 người bị thương. Cảnh sát giao thông tại các địa phương trên cả nước đã xử lý 2.073 vụ vi phạm an toàn giao thông đường bộ, tạm giữ 667 phương tiện giao thông vi phạm, cùng 349 giấy tờ các loại. Bên cạnh đó, 56 người đã bị tước giấy phép lái xe. Trước đó, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho hay, chỉ trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2019, cả nước đã xảy ra 147 vụ tai nạn giao thông, khiến 110 người thiệt mạng và 61 người bị thương. Nguyên nhân của các vụ tai nạn được cơ quan chức năng đánh giá là vì ý thức chấp hành pháp luật của một số người điều khiển giao thông chưa cao, trong khi mật độ phương tiện trong những ngày Tết tăng rất cao. Tập đoàn Mitsui và Corporate của Nhật Bản là một trong bốn công ty quan tâm đến việc mua một phần hoặc toàn bộ khối 75 triệu cổ phiếu mới mà tập đoàn chế biến hải sản Minh Phú của Việt Nam có kế hoạch phát hành để huy động vốn. Mạng uh, Undercurrent News chuyên về thông tin thủy hải sản trên thế giới dẫn nguồn tin từ công ty Minh Phú cho biết rằng số cổ phiếu mới như vừa nêu có thể trị giá từ 230 triệu đến 250 triệu đô la. Vẫn theo Vietnam Investment Review, ngoài Mitsu còn có 3 nhà đầu tư khác đến từ Hàn Quốc quan tâm đến số cổ phần này. Trong năm 2017, công ty Minh Phú đã sản xuất khoảng 60.000 tấn tôm, khoảng 2 phần 3 trong số đó là tôm thẻ chân trắng và phần còn lại là tôm sú. Tập đoàn Minh Phú hiện đang sở hữu trại sản xuất giống của riêng mình – và sản xuất thức ăn chăn nuôi. Minh Phú có hai trang trại thăm canh chính là Minh Phú Lộc An và Minh Phú Kiên Giang, bao gồm 1.150 ao kết hợp trên 900 mẫu. Ngoài ra, Minh Phú cũng có những trang trại tôm sú lớn ở khu vực rừng Ngập Mặn thuộc tỉnh Cà Mau. Từ năm 2013, tập đoàn Mitsui đã nắm giữ 30,5% cổ phần của tập đoàn chế biến hải sản Minh Phú là công ty hải sản Minh Phú Hậu Giang gọi tắt là mpsg mitsui là một tập đoàn lớn về năng lượng máy móc hóa chất và thực phẩm và đã tham gia vào lĩnh vực thủy sản trong những năm gần đây